gì đây, trời ơi. Rojan, Rojan chắc mình chuẩn bị đi đi phượt hả? Giao sách cũng dính luôn hả? Nón bảo hiểm Rojan. Coi giá nhiều rồi. $685k, 685k. Ủa bố mua trên mạng hả? Ừ, trên mạng. Trên mạng thấy bán đến trăm mấy k hả? Thấy bán đến trăm mấy k hả? Vậy còn phải đi chung nữa. Em đổi này đẹp lắm. Em thích màu hơn. Màu gì? Màu đen thì ngầu. Kiếm màu nào mà không thể. Chữ này là chữ gì vậy? Không đọc được. Only Grace. Only Grace. Nhìn cool ha. Ở bên trong nó có mấy cái lớp mà này giống như đệm sofa. Mở thử nha. Mở ra. Dạ. Ai dữ ta? Wow. Wow. Em hả? Cái này nó có nhiều size quá không? Nhiều. Size này là size gì ta? Size này là size gì? Chưa biết. Nhìn giống phi công vậy nè. Đẹp không? Được. Nữa là phải dọn theo màu đó hả? Có nhiều màu lắm nha. Màu xanh, đỏ, đỏ, bọc đô. Ủa sao 685 ngàn vậy ta? 85 ngàn đó thì ở ngoài cửa tiệm nó bán vậy, em thử coi trên mạng đó rồi. Ở trên mạng thấy có trăm mấy, 200 mấy gì là đầy đó. Khách đồ giả đó. Bò nhìn em lỗ tai, em cái đầu. Khoảng không? Được, đều. Cũng không có nặng lắm. Mà kiếm thêm cái màu cam nữa được đó. Kiếm thêm cái màu xanh dương là được. Ủa cái đầu nó to sao em đổi vừa ý đó? Wow. Cái này ta gọi là gì? 3/4 hay là? Đóng 3/4. Hả? Đóng 3/4. 3/4. Em coi cái size này size gì đó? Size mà em là XL. Mọi người mua nón á, có cái tem này nè, là cái tem là được giao thông cho phép. Có nghĩa là cái bộ giao thông tiêu chuẩn á, đạt tiêu chuẩn an toàn. An toàn giao thông có cái tem này nha. Nó chắc trăm mấy 200 mấy ngàn chứ không có tem nữa. Nhưng mà mọi người vô tiệm mua thì lựa cái size L, tại vì có cái size XL nữa hoặc là cái size nhỏ quá mình sẽ đội không có vừa, còn size mà lớn quá thì nó sẽ lắc cái đầu mình nó rộng. Cái nệm này nó sẽ giặt được không ta? Giặt được. Nó giặt được 450 ngàn gì à, nó tiệm giặt. Chứ mà mua cái này nó có miễn phí giặt mà. Miễn phí bao lâu? 1 tháng là miễn phí được 6 tháng. Ra mạng mua chắc không có, không được miễn phí đâu. Nhưng mà chỉ nó rẻ hơn mấy trăm ngàn nha, mạng như để 400 mấy, 450. Cũng cái hiệu này luôn hả? Thì giống vậy nhưng mà như thế không thấy có hình vẽ. Cái này là nó giống như đi giặt nệm, giặt sofa á. Giống giặt quần áo. Không giống giặt quần áo đâu, phải ra tiệm giặt. Không, tiệm của nón gói giặt luôn đó chứ. Chứ mình đừng giặt nha, mình mà giặt cái là phơi 3 tháng chưa khô nữa. Rồi hả, mình ngày trước ngày sau là mình cần phải đội rồi. Chẳng lẽ mua 2 cái thay phi? Cái này là của là con trai mà đội size L hả? Không, tùy theo cái size đầu, cái vòng đầu. Nhưng mà cái này là con gái đội vừa này, em đội vừa nè. Vậy là size L. cấu cái đầu nó cũng không có bị cột cái dây này luôn thôi, cột cái dây lại lắp lắp. Nếu như mà mua ở trên mạng mà mình phải biết kích cỡ của mình, chứ không biết kích cỡ mua về là nó rộng rộng xong cho người khác uổng, hoặc là nó chật quá không đội được. Tự lắc qua lắc lại là nó nhích nhau, kéo xuống lắc qua lắc lại. Ồ, hơi bị lúc lắc. Hơi động một tí xíu. Nhưng mà có cái size nhỏ hơn size L nữa ta. Nhưng mà size nhỏ L nó sẽ chặt lóc. Nó sẽ bóp hai lưng tay. Em, cái này em. Vậy bữa nào mua thêm cái màu hồng đi không? Ủa anh bao nhiêu ký vậy? Nó liên quan đến nó. Ừ, liên quan đến cái đầu nó đúng không? Cái đầu phải size cái vòng đầu. Nếu mua trên mạng phải đo cái size vòng đầu. Nó về chính xác được. Nói chung là ông xã mình đội được cái size L thì những anh nào mà to to là size XL là to hơn thì phải cẩn thận nha. Mua về xong rồi đội không có vừa ý, không có khớp cái đầu nó không đi đổi đẹp. Ủa có màu đỏ không? Đó. Sao mua những cái nữa anh đâu ra? Đứa nào đi đánh đi chở. Ý. Rồi da nón cối 685k. Còn này wow Pro Hero Black. Cái này là mới nhất á. Là cũng được 22 năm ngoái. Đâu có cái nào chính không? Chính Black chưa? Chưa có, thì đây là mới nhất rồi. Chính là sắp ra thôi. Nghe nói là sắp ra thôi chứ trên mạng chưa có nói. Mua này nhiêu lại ca? Tự tìm hiểu trên mạng. Đang giảm giá đó, giá của nó là 10 triệu á. Mua nhiêu? Mua còn có 6 triệu mấy. 6 triệu mấy là 6 triệu mấy? Tại nhỏ kia thấy đẹp trai giảm giá. Cái này 10 triệu hơn á, chứ 6 triệu mấy gì? 10 triệu là giá gốc của nó, bây giờ nó đang giảm giá mà. Là nhiêu còn 6 triệu mấy? Nó còn khoảng 6 triệu 7 á. 6 triệu 7 mua mỏng thế. Bóc tem luôn coi, có gì hay ho. Bóc đâu? Đít đó. Ồ, nè, quay lên rồi. Sao nó có giá gì à? 20 triệu 100. Không, không, cái đó cái tem ấy. Có cái tem xanh đó, cái tem xanh ở dưới đó là đúng là cái tem mà OK của Origin của thằng GoPro, là cái tem xanh đó là cái tem đặc thù đó, ở dưới á. Giờ nắm rồi, bây giờ muốn ấy là bóc tem đó là nắm cái đầu kéo cái là xong. Xài chưa kéo nha. Ừ, mở đi. Đó, quay lên trước. Đó, thấy chưa? Đó, cái tem đó. Cái là mất zin rồi. Thấy chưa? Cái này khui rồi. Là xài luôn á. Trời, cái này chắc bị phượt nè, chuẩn bị nón cối nha. Rồi chuẩn bị GoPro 8 ha. Đi phượt nè không? Này đi đâu cũng được. Cái này em không biết gỡ xé luôn được không? Không, mở ra giống mở hộp vậy. Mở giống mở hộp. Không, cái này phải xé cơ. Không, mở cái hộp, mở hộp. Để băng keo dính dặn. Băng keo dính dặn. Banh hay lắm ra. Cái đỏ được. Tinh tinh tinh. Tinh tinh tinh. GoPro. Cái quỷ gì trong này chứ. Wow. Giống như camera, camera, như camera gì đó. Cái này thao sao? Có cái màu. Mở này hả? Mở được kim đồng hồ sao? Đó, đây là cái bao nè. Cái này là. GoPro 8 là nó khác những cái GoPro trước là nó có gắn tích hợp cái đế sẵn ở trong đây luôn. Mấy cái gì nó không có phải mua rời riêng. Còn đây là cái đế của nó nè, cái đế của nó cũng mở là phải mở cái này lên. Đó, mở cái này ra. Đó, có cái đế nữa nè. Hai cái đế, một cái đế nè, rồi cái đế là đế của gắn cái GoPro. Đó, mà nó có cái chỗ remove nè, remove cái này ra luôn. Thì mua cái này ra luôn. Như một cái nào. Giống như con ốc trong đây nè. Có nghĩa là cái đế này là mình để ở đó, đó có 2.000 2.000 đi. Cái này là giống như là một cái, nếu không xài cái đế này mình gặp vô đây được, cầm giống như máy chụp hình vậy đó, đúng không? Còn nhưng mà ví dụ như là cái gì chụp hình thì quay phim luôn. Còn nếu như mình thích mình cầm ở trên cái cây tự sướng á, đó thì mình gặt hai cái đế này xuống, gặt ra, gắn cái này vô, gắn cái màu này vô đây, gắn cái màu này vô đây, thấy không? Rồi xong rồi gắn cái phá này vô đây, đó. Ví dụ mình quay cái gì đó mình để trên bàn thì mình để đây, đó, để trên bàn để đây, mình quay cái ngoại cảnh này, quay đây nè, đó. Còn mà muốn có cái chân đứng á thì tạm để cái thì mình xài cái này. Đỡ đi. Vậy là quay được rồi. Cái gì đó? Cái sim này là gắn cái này. Cái sim này đỡ từ từ. Đó. Thấy không? Nó được hai cái đế ha, cái đế này. Nó tháo ra. Nó lên nón vào điểm luôn đi. Cái này giống nhau mà đúng không? Cái này là để sử dụng cho một cái chỗ khác. Cái đế khác có nghĩa là mình được hai cái đế này, cái đế này nó có thể tháo rời đâu ta được. Cái này là hộp giấy mà nó để nó không cái này mấy nó dán ở trên cái giấy này không? Đổ ra luôn đi. Vậy là mình được hai cái đế, một cái đế đúng cái đế để vậy, cái đế rồi. Khi nào đi phường 1/6 đi hả? Em leo quốc tế thiếu nhi quay con nít. Vậy lông cao. Gắn lên nón. Còn chức năng là nó nhiều nha. Rồi da nữa đi, gắn lên nón rồi da mình quay thử đây. Gắn sim vô. Ok tắt được bộ. Nhẹ thôi. Nhỏ gọn. Cái này hả? Mình khởi động lên thử xem sao. Ê, ở đây nó có một cái miếng băng keo dán để gỡ cái miếng dán này ra. Wood power. Wow. Thể hiện chữ GoPro English. Ngôn ngữ English. Chọn English. Sẽ có cộng ngôn ngữ nữa. Đủ thứ tiếng đó. Nhưng mà không có tiếng Việt Nam. Chọn English. Legal Stop Agree. GPS OK. GoPro App. Nhỏ gọn dễ thương. Chụp hình quay phim. Múa này là sau này là mình làm mấy clip đi phượt cho mọi người xem. Các công nghệ. Lần sau làm nhiều clip đi phượt để cho chia sẻ với mọi người. Ok, xin chào. Để gắn lên để làm clip, gắn lên nón bảo hiểm để làm clip đi phượt.